Christina, bản sao Kim Kardashian qua đời trên bàn phẫu thuật, vóc dáng biến dạng đến đáng sợ. Nghiện thẩm mỹ để trở thành bản sao của Kim Kardashian, ở tuổi 34, Christina qua đời sau một thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ và bị ngừng tim đột ngột. Trước khi mất, Christina khiến công chúng bàng hoàng với vóc dáng biến dạng. Tờ New York Post mới đây đưa tin, một người nổi tiếng là bản sao của Kim Kardashian đã bất ngờ qua đời khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, cô gái này được xác nhận là Christina Ashton Gokani, hay còn được gọi là Ashton G trên Internet, đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 20 tháng 4 sau một ca phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, Christina năm nay 34 tuổi, cô sinh sống tại California, Mỹ và thường đăng những bức ảnh của mình lên tài khoản cá nhân có tới 618.000 người theo dõi. Bên cạnh việc nổi tiếng vì có ngoại hình giống hệt như Kim Kardashian, Christina còn được biết đến khi sở hữu vóc dáng có vòng 1 và vòng 3 quá cỡ, còn vòng 2 siêu nhỏ. Vào tuần trước, một người thân của Christina là Michael Gokani cũng đã viết trên trang mạng xã hội và mong mọi người cầu nguyện cho Christina khi cô nguy kịch trong bệnh viện. Tuy nhiên, người mẫu 34 tuổi đã không thể qua khỏi. Với nỗi buồn sâu sắc và trái tim tan nát, chúng tôi phải chia sẻ sự ra đi đau buồn, đáng tiếc và bất ngờ nhất của cô con gái yêu quý xinh đẹp và em gái Christina Ashton Gokani của chúng tôi, gia đình của Christina viết trên trang cá nhân. Về nguyên nhân của cái chết, gia đình của Christina cho biết, sau khi thực hiện thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ, sức khỏe của cô bỗng xấu đi nhanh chóng do một cơn đau tim dữ dội. Sự ra đi đột ngột và bi thảm của cô ấy hiện đang được điều tra như một vụ giết người liên quan đến thủ thuật y tế đã trở nên tồi tệ hơn, gia đình tuyên bố. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng việc quá lạm dụng việc phẫu thuật duy trì sắc đẹp của Christina cũng là một phần nguyên do khiến cô gái xấu số này gặp phải chuyện đáng tiếc. Thật đáng sợ vì bạn thực sự không bao giờ biết khi nào mình sẽ qua đời do phẫu thuật thẩm mỹ, một người viết. Kim Kardashian được cho là người có sức ảnh hưởng rất lớn đến thời trang và gu thẩm mỹ của hội chị em phụ nữ. Thậm chí, ngay ở vợ mới của Kanye West, chồng cũ Kim Kardashian cũng được cho là đang cố gắng sao chép phong cách của Kim. Vào đầu tháng 1 năm 2023, truyền thông đưa tin nam rapper đình đám Kanye West đã tổ chức hôn lễ bí mật với một người phụ nữ ngoài ngành giải trí có tên Bianca Cesari. Theo nguồn tin thân cận, Kanye và cô gái này đã làm đám cưới nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Dù không phải người nổi tiếng, nhưng Bianca Cesari lại có vóc dáng quyến rũ, không kém vợ cũ Kim Kardashian của Kanye West. Nhiều cư dân mạng nhận xét, vợ mới của Kanye có nhiều nét giống Kim Kardashian trước lúc giảm cân, từ thân hình bốc lửa đến phong cách thời trang chuộng độ bó sát hoặc khoe da thịt. Mới đây, Bianca Cesari xuất hiện tay trong tay cùng chồng. Cô mặc một chiếc áo ngực thể thao màu trắng và quần legging. Điều ngạc nhiên nhất là cô còn nhét cả điện thoại di động vào cặp quần. Phải nói là ý tưởng rất táo bạo, nhưng bị dân mạng chê là lôi thôi. Bianca Cesari còn không mặc nội y, khiến phần nhạy cảm hằn rõ qua lớp áo. Nhiều người cho rằng Kanye West luôn muốn tìm người thay thế vợ cũ Kim Kardashian. Vì thế, những cô bạn gái sau này và vợ hiện tại của nam rapper trông không khác gì bản sao của Kim. Tuy nhiên, chẳng ai muốn là người thay thế, nên các cô bạn gái lần lượt ra đi. Dẫu vậy, Kanye kiên định với suy nghĩ của mình. May mắn thay, vợ mới của anh ấy sẵn sàng hợp tác. Nhìn những bộ trang phục trước đây của Bianca Cesari, hẳn cô ấy đã học được từ Kim Kardashian. Từ sự ồn ào giữa Kim Kardashian và Kanye West bắt đầu từ năm 2012 khi họ bắt đầu hẹn hò. Năm 2014, cặp tình nhân đi đến hôn nhân. Họ đã có 6 năm hôn nhân êm đềm trước khi sóng gió ập đến. Năm 2020, tình cảm của Kim Kardashian và Kanye West rạn nứt khi nam rapper tham gia tranh cử tổng thống Mỹ. Anh bắt đầu chia sẻ nhiều câu chuyện nhạy cảm, riêng tư về gia đình mình và đời sống hôn nhân với Kim Kardashian trong các buổi tiếp xúc cử tri cũng như trên Twitter. Hành động của West buộc Kim Kardashian phải phá lệ, thừa nhận chồng được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực, mong nhận được sự thông cảm của dư luận. Người đẹp cũng đau đớn tiết lộ cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc. Tới tháng 2 năm 2021, Kardashian đệ đơn ly hôn West sau 7 năm chung sống.